chào tất cả các em. Các em đã từng nghe câu là khó như lý, bí như hình và linh tinh như đại. Môn lý quả là một môn rất là khó trong ba môn toán, lý, hóa của các môn tự nhiên. Trong ba môn toán, lý, hóa thì các bạn đều bị băn khoăn bởi môn vật lý. Thấy rằng là hình như là đọc đầu bài chả biết sử dụng công thức nào. Trong khi toán nhà nhìn hàm bậc 2 chắc chắn cái cách làm sẽ là bước A, bước B, bước C. Nhưng chúng ta không biết làm như thế nào với một bài toán cụ thể. Lâu nay chúng ta chỉ quan tâm đến cái chương trình kiến thức vật lý 12 phục vụ cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Bởi vì là toàn bộ cái kiến thức thi chủ yếu tập trung vào lớp 12. Nhưng một vài năm trở lại đây, cái kiến thức liên thông của lớp 10, lớp 11, lớp 12 đã được đưa dần dần vào các đề thi các năm trở lại đây. Đó là một lý do để thầy đưa ra cái khóa phương pháp học tốt môn vật lý 10. Một lý do nữa thì thầy thấy rằng các em cái phương pháp học vật lý của các em là chưa được tốt lắm, cho nên rất nhiều bạn kêu khó, thì thầy đã ra đời cái cuốn phương pháp học tốt môn vật lý 10. Đồng thời là thầy có hệ thống cái bài học tương ứng. Thế thì thầy xin giới thiệu qua về cái bài học, các bài học trong cái khóa học này. Thực ra là cái kiến thức cơ bản là kiến thức của chương trình vật lý 10 trong sách giáo khoa, nhưng thầy lược bớt những cái phần gọi là học để biết thôi, học để tăng thêm cái kiến thức về khoa học tự nhiên. Thầy chỉ chọn những cái kiến thức cơ bản nhất, có khả năng liên thông, khả năng phục vụ cho cái chương trình học vật lý 10. Thì thầy chia mỗi các chương thành các chủ đề. Trong chủ đề có thể là một bài hoặc là gồm một số bài có liên quan lẫn nhau. Đấy. Thế thì thầy chia thành các chủ đề như thế, thì trong cái từng chủ đề thầy trình bày như thế nào. Phần 15A bao giờ thầy cũng trình bày về cái kiến thức cơ bản nhất chúng ta cần nắm được để giải các bài toán liên quan đến chủ đề này. Và trong khi trình bày cái kiến thức cơ bản đó thì thầy sẽ nhấn mạnh những cái phần lý thuyết mà chúng ta hay bị nhầm lẫn, hay bị sai lầm trong quá trình chúng ta học ở trên lớp. Thầy không giảng lại lý thuyết mà thầy chỉ nhấn mạnh những cái phần nào mà chúng ta còn bị yếu, hoặc là chúng ta còn nắm bắt một cách sai lệch. Đấy. Tuy nhiên kiến thức đấy cũng có thể chưa đủ. Thầy đưa ra cái phần tiếp theo, phần 2 la mã, thầy trình bày về các dạng bài tập, các dạng toán thường gặp. Không liệt kê tất cả các dạng. Nếu thi học sinh giỏi thì chắc chắn là chúng ta phải tìm tòi thêm bài tập. Nhưng phục vụ cho thi học kỳ, phục vụ cho kiến thức liên thông của lớp 10, 11, 12 thì đấy là những cái phần cơ bản nhất. Thầy đưa ra các dạng, mỗi dạng thầy sẽ đưa một hoặc hai hoặc ba ví dụ, một vài ví dụ. Và trong ví dụ thì thầy sẽ chỉ ra cho chúng ta các bước làm, cách tư duy của một bài toán, tư duy như thế nào để nắm bắt được cái công cụ để sử dụng. Sau đó đến từng phần kiến thức thầy sẽ mở rộng ra. Có thể từ ví dụ này thầy thay đổi dữ kiện nó thành bài toán khác, để chúng ta có thể nắm bắt một cách dễ dàng nhất. Và phần cuối cùng thầy đưa ra cho các em một hệ thống bài tập. Và hệ thống bài tập này có thể là miễn phí, để giúp chúng ta luyện tập, làm bài, làm để kiểm tra xem cái việc vận dụng của mình vừa học có tốt hay không. Ngoài cái các bài tập đó, chúng ta có thể trao đổi thông qua cái group của những người học vật lý 10. Thì các em sẽ có thể đưa ra những cái câu hỏi trên lớp, đưa ra những cái bài toán khó, những cái bài toán chưa hiểu, để cùng trao đổi với thầy, cùng trao đổi với các bạn khác, để chúng ta nắm bắt được cái kiến thức vật lý một cách tốt nhất. Rồi là đồng thời với các chủ đề, ngắt ra từng giai đoạn, thầy chia thành 4 giai đoạn quan trọng: giữa học kỳ 1, hết học kỳ 1, giữa học kỳ 2 và hết học kỳ 2. Căn cứ vào lịch trình, tiến độ của năm học thì thầy sẽ đưa ra một cái hệ thống tổng kết chữa một số bài tập, một số dạng cơ bản, để chúng ta có thể có kiến thức kiểm tra giữa học kỳ, thi hết học kỳ một cách tốt nhất. Và trong cái buổi giao lưu đó, trong cái buổi tổng kết đó thì chúng ta có thể cùng trao đổi những cái vấn đề còn băn khoăn,
Từ đó cái kiến thức động lại chúng ta là chắc chắn nhất, có thể làm được bài trắc nghiệm, có thể làm bài tự luận một cách dễ dàng nhất. Và khi trình bày thì các em cố gắng để ý cách trình bày của thầy hoặc là những cái nhấn mạnh của thầy để các em có thể có những cái bài làm bài tự luận một cách trọn vẹn nhất, điểm tuyệt đối nhất. Và chắc chắn với cái khóa học là phương pháp học tốt môn vật lý 10 thì thầy nghĩ rằng có thể giúp cho rất nhiều em bớt cái việc phải đi gia sư đi, bớt về việc phải thuê gia sư về để hướng dẫn chúng ta làm bài tập. Chúng ta chỉ bỏ một chút thời gian ra xem, làm tương tự, và thời gian còn lại là đi chơi, đợi đến lớp 12 lại tiếp tục một chiến lược để nhảy, để ôn tập, để bước vào cái kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, để vào trường đại học mà mình mong muốn. Chúc các em thành công.